Kính thưa quý vị, chấm dứt hoạt động ở zone này. Thành phố Hà Nội ngày 3 tháng 12 yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh, sửa chữa lại zone này, một khu buôn bán giải trí được giới trẻ ưa thích. Zone này là tên gọi được người dân Hà Nội đặt để chỉ một khu đất số 9 Trần Thánh Tông nằm cạnh nhà tang lễ quốc gia. Quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra một vụ cháy lớn đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của công trình. Công văn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký gửi quận Hai Bà Trưng và công ty Bình An yêu cầu công ty quản lý và sử dụng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng nhà đất, điều kiện pháp lý kinh doanh trong zone này. Tuy nhiên, nhiều người hoạt động nghệ thuật và kinh doanh ở đây lại cho rằng người dân Hà Nội cần có một không gian nghệ thuật như zone này cho phát triển văn hóa, phát triển con người.